Chào các bạn. Hôm nay các bạn, mình muốn chia sẻ với các bạn về cái đề tài là hoa li li. Thì mình là một người rất yêu hoa các bạn. Mình thích trồng các loại hoa. Và cái hoa li li này là một cái kỷ niệm với mình. Ngày xưa lúc mình làm văn phòng á các bạn, mỗi tức là 2 tuần một lần mình thay bông. Mình ra chợ mình mua bông thì người ta bán cho mình nó là 10.000. Ở Việt Nam 10.000 là khoảng 50 sen ha các bạn ha. Là một bông như thế này nè các bạn. Một bông như vậy 50 sen. Và một cành ly của người ta trồng thì cũng được 7 bông là nhiều. Thì mình mua chừng 3 cành thôi là mình có thể mình chưng được một bình. Và mình có thể chưng được tới 2 tuần á các bạn. Mà tại vì phòng làm việc máy lạnh đó các bạn mới được đợi để 2 tuần. Chứ còn ở nhà bình thường thì nó sẽ rất là mau tàn. Thì mình được qua Mỹ, mình sống ở cái xứ ôn đới này thì mình trồng hoa li li. Thì đây là những bông hoa li li mình trồng đã được 4 năm rồi đó các bạn. Tức là mỗi năm nó mọc lại ha các bạn ha. Và cái năm đầu tiên thì mình mua là cái củ nó rất là bự cho nên về thân nó bự. Sợi năm thứ hai thì nó cũng như vậy. Và năm thứ ba thì mình thấy rằng là cái cây củ li li nó cứ tự tù rụi rồi nó mọc lên lại. Thì nó cho mình cái bông cũng đẹp và bình thường, không có thay đổi gì hết. Một cành li li của mình nó có thể lên được tới mười mấy bông luôn đó các bạn. Bây giờ nó rộ quá chừng luôn. Mình cắt đem đi cúng rồi nhà mình vẫn còn nhiều lắm luôn á các bạn coi nè. Một cành li li của mình được 3, 5, 10. Cành này 10 bông đó các bạn. Và có những cành, có những, nói chung là li li mình thì được 3 màu. Màu hồng này ha, màu đỏ và màu trắng, trắng sọc hồng. Mình thiếu màu vàng, mình chưa có màu vàng. Và tại vì vậy nè các bạn, lúc mình mua thì người ta bán một bịch vậy đó $12. Mình mua vậy mình trồng. Rồi cứ thế nó lớn lên mỗi năm, rồi nó tàn nó lớn lên, nó mọc thêm 1-2 cây. Ở cái cây nào từ cái củ li li nó mọc lên đó, thì nó sẽ nhỏ, năm đầu tiên nó cho mình một bông. Rồi nó sẽ lớn lên dần, nó cho mình 2-3 bông, rồi từ từ lên được cả chục bông ha các bạn ha. Mình trồng thì mình thấy cái li li này nó cũng không có kén đất lắm đâu các bạn. Các bạn trồng cái đất nào mà chủ yếu là nó thoát nước được là được rồi. Đừng có trồng cái đất sét. Mình trồng thì đất là đất rác á các bạn. Tức là mình đốt vỏ cây, vỏ đồ. Rồi mình lấy cái rác đó có đất nữa rồi mình trồng. Nó lên tốt lắm. Rồi năm thứ hai thì mình bón thêm phân compo vô. Rồi năm thứ ba, đến năm nay thì mình quên bón luôn các bạn. Nó vẫn lên. Cái chậu phân, chậu đất. Cái chậu mà trồng li li thấy thương lắm các bạn ơi. Năm nay mình bận quá, mình không có bón phân cho nó mà nó vẫn cho mình li bông đẹp. Cho nên mình muốn chia sẻ cho các bạn biết như vậy đó. Thì các bạn nào mà thích trồng li li thì các bạn nên để ý ha. Li li này nó không có chịu nắng. Mình cũng nghiên cứu rồi, mình thấy mình để cái chỗ nắng nhiều thì nó phát triển rất là lẹ. Nhưng mà nắng quá các bạn là nó không có ra bông đẹp. Nó không có ra bông đẹp các bạn. Như đây là 3 cành thôi nè, là mình đã có một cái bình li li rất là đẹp để mình cúng Phật nè các bạn nè. Các bạn thấy không? Đó, chỉ cần 3 cành thôi. Và khi mình hái nó vô á các bạn, là mình hái lúc nó búp búp hết đó các bạn. Nó nở hết, ở xứ mình thì nó nở hết luôn. Nở đến cái búp này nó cũng nở luôn nè các bạn nè. Nó không có, nó vô trong nhà mình nó vẫn nở chứ nó không có bị hư đâu các bạn. Tức là nó không có bị nghẹn á các bạn hiểu không? Nó có cái trường hợp bị nghẹn, tức là cái bông nó không nở ra được. Nhưng mà li li nó hút nước lên, nó đủ cung cấp cho mấy cái bông này nở hết luôn á các bạn. Thì những bông này nó sẽ không có lớn được nữa mà nó chỉ nở ra thôi. Cho nên cái bông nó sẽ không bự bằng những cái bông ở dưới này ha các bạn ha. Những bông ở dưới này là bông gốc nó bự lắm luôn á. Mình thấy cái này cũng không có, mình cũng học hỏi nhiều. Thì các bạn khi mà chơi li li á, theo mình thấy á, là khi nó chưa có nó cái phấn này nè, cái này là nhị đực ha các bạn ha, nó chưa có
già thì cái phấn nó không có, cho nên mình cầm nó không có dơ tay ha các bạn. Thì mình rảnh thì mình ngắt đi các bạn, để khi mà nó ra phấn rồi á thì các bạn á, ngắt nó sẽ dính tay nó dơ ha. Đó, mình chịu khó vậy đó các bạn. Lúc như vậy lúc này á là cái bông nó chưa có tứa cái nhựa ra, đây là nhị cái này các bạn nè, đó nó chưa có tứa nhựa ra thì mình rút ra nó không có bị dính cái nhựa vô tay mình ha, mà cái nhựa đó mới là cái chất thơm của cái hoa đó các bạn. Khi mà mình rút cái phấn nhị đực đi rồi á thì cái hoa nó sạch sạch hơn, nó không có bị mau tàn ha các bạn. Nếu mà cái nhị đực này mà nằm ở đây cái nó ra đổ phấn ra nó dơ cái bông á, nó mau tàn lắm ha các bạn ha. Mình cũng xem rất nhiều cái chia sẻ thì mình mới biết như vậy, và mình chia sẻ lại thôi đó. Và Minh đã thụ phấn thành công luôn rồi đó các bạn, thụ phấn cái hoa lily này thành công nè. Tại vì ngoài cái nhân giống bằng cái củ á các bạn, thì mình cũng có thể nhân giống từ hạt ha các bạn ha. Thì mình thụ phấn nó đậu thì mình sẽ nhân giống từ hạt. Thì bây giờ các bạn đi ra vườn với mình xem cái cây lily mình trồng xong rồi. Không cần ra vườn đâu, ở đây có nè. Bây giờ các bạn đi bước xuống đây là thấy à. Đây là những bông lily trắng của mình. Mình xài xong rồi, mình cắt, mình chưng xong rồi. Nhưng mà mình không có tận gốc, không có giết nó đó các bạn. Là gì đây các bạn? Tức là mình không có cắt sát gốc, mình chỉ cắt các bông thôi. Rồi mình vẫn để như thế này các bạn. Mình vẫn để cái cây như thế này. Đó, cái cây bự như thế này nó cho mình tới mười mấy bông đó các bạn. Còn đây là những cái cây nhỏ thì nó sẽ cho mình ít bông hơn, một hai bông thôi, tại vì cái bông nó nở ra. Thì mình cứ để nó như vậy nha các bạn. Mình xiên thì mình tưới, mình không xiên thì thôi, cứ để như vậy đi, nó cái củ của nó sẽ nở ra cho mình cây các bạn. Vậy cho nên mình đừng có chặt cho nó chết nha các bạn. Tức là đừng cho chặt sát gốc quá, nó sẽ chết. Đó, như cây này là nó chết rồi nè, nhưng mà nó cũng còn cứng lắm. Mình để cho nó yên như vậy đó các bạn. Rồi mùa đông tới nó bị ruồi, mùa xuân tới là nó lên chồi mới rồi các bạn ơi. Cho nên các bạn đừng có cắt sát gốc. Mình thì thôi đi ra vườn đi. Úi trời ơi, hồi tối nay nó vô nó ăn hết rong hồng của mình rồi. Ôi chúa cha ơi, ôi chúa cha ơi, thương không kìa. Ồ, nay nó vô nó ăn hết bông của mình luôn rồi. Chỗ này có 5-7 bông nó ăn hết của mình luôn rồi. Trời ơi, bông đẹp như vậy mà nó ăn hết luôn rồi. Trời 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 trời, chịu không nổi luôn. Coi kìa, nó ăn sạc láng cái bông của mình luôn nè. Mấy con nai này nó đói lắm rồi, thiệt tình luôn á. Nó đói quá rồi, mình đưa lên như vậy mà mình cũng không thấy, không yên tâm với nó luôn đó các bạn thấy không. Đó, mình đưa lên cao vậy nè, mà những cái này nó không cao được là nó vô nó ăn. Ui cha, có cái xe này chắc hồi tối con nó đi chơi về khuya quá cho nên là nó vô tô vàng sớm á các bạn. Nó ăn của mình hết rồi. Không sao đâu, mình cũng không buồn. Tại vì mình đang tạo hồng thế mà. Cho nên nó ăn rồi thì mình cũng cắt ngang thôi. Mình đang tạo thế hồng mà. Cho nên là mình không có buồn đâu các bạn. Chỉ nói cho các bạn thấy là con nai xuống mình nó phá vậy đó. Nó đói lắm, một đêm nó ăn rất là nhiều hoa. Cho nên là nó sẽ đi vòng vòng nhà mình. Không cản được các bạn ơi, nó phóng hàng rào, nó phóng cái một vô hết à. Đây là những cành lily mình đã cắt đem vào nhà đó các bạn. Thì cái gốc của nó mình sẽ để lại như vậy nè các bạn nè. Các bạn nhìn thấy không, nó cũng đâu có cần đất nhiều đâu các bạn. Đó, một chậu này là chẳng 2 gallon đi ha. Đó, thì có nhiều đầy đất thôi đó các bạn. Đó, mình không có bón phân gì hết. Mình trồng một chậu một cây mà nó ra được cho 2 cây nè các bạn, là nó có sự nảy củ ha các bạn ha. Như chậu này đi, chậu này nó là cây bự nè ha, cây này là 4 năm rồi nè. Đó thì nó cho mình thêm cây con, rồi năm nay nó cho mình thêm một cây con nữa nè các bạn thấy không. Cái gốc này là gốc năm ngoái nè các bạn. Đó, cái gốc năm ngoái nó rụt rồi các bạn thấy không, cái củ nó nở qua đây. Đó, mình cứ để trong này thì mình sẽ không bị mất củ, do không có bị con này con kia nó đào đó các bạn. Sắp môi chuột đào ha, chỗ mình là vậy đó các bạn. Thì mình trồng nó có sự nảy củ các bạn. Đây, đó, nó nảy củ nè. Cái thân, cái củ của nó mình để lại đó các bạn. Nó mọc ra nhiều cây con này ha. Đó, thì mình có sao mình chia sẻ vậy đó các bạn. Đây là những cái bông nó chưa có nở hết nè. Đó, mình đang để ở chỗ mát nè các bạn. Một cành ly của mình nó có rất là nhiều bông các bạn. Coi đây nè, 2 nè, 3 nè,
4 nè, 5, 6 nè, 7, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11, 12, 13. Nói chung là Minh trồng được vậy đó các bạn, thì Minh chia sẻ cho các bạn vậy ha. Minh để trong kia một ít nữa kìa. Ở trong vườn của Minh trong kia có một ít ly Minh đã cắt hết rồi đó. Minh để trong đó, mai mốt đây Minh cũng dời vô đây để Minh dưỡng á các bạn. Thì mùa đông á, Minh sẽ trùm lại. Tại vì mùa đông con sóc nó đi moi dữ lắm các bạn. Nó moi ghê lắm luôn á. Cho nên á là Minh sẽ trùm lại để cho nó không moi. Đây là những cái cành ly Minh đã cắt rồi nè các bạn nè. Minh đã cắt rồi đó. Cho nên á là Minh không có làm cho nó hết. Minh cắt khúc khúc vậy đó. Còn đây là cái ly mà Minh nhân giống từ cũ nè. Minh ương từ cái cũ ra đó các bạn. Thì bây giờ các bạn đi lại đằng trước coi cây ly của mình ha. À, cây táo của mình quá chừng trái luôn nè. Không biết chín chưa nữa. Nó chưa chín. Táo này là táo vàng á. Con nai nó vô đây nó ăn lá của mình hết luôn à. Quá chừng trái luôn các bạn thấy không? Trái ngặt luôn á. Ghê. Thích không các bạn? Nhà Minh vậy đó các bạn ơi. Nó đơn giản lắm. Cuộc sống của mình nó đơn giản lắm. Đó. Cũng có sâu á các bạn. Tại vì mình không có phun thuốc á các bạn. Cho nên là nó có sâu. Wow. Các bạn ơi, một trái dưa chuột quá chừng bự luôn. Ôi sao nó bự dữ vậy nè. Ôi trời, nó bự nè. Wow, trái dưa gì nào nó bự quá chừng bự luôn. Wow, mình không ngờ nó núp ở đây mà nó bự dữ vậy luôn á hả? Trời ơi, dưa chuột Minh trồng mà Minh không có chăm sóc nó. Nó bự, ôi da, nó bị chuột ăn nè. Trái này nó bự, khổng lồ luôn. Wow, cái trái dưa chuột khổng lồ luôn nè, các bạn thấy không? Mình hái mấy trái mình ăn rồi mà mình không ngờ hôm nay nó bự dữ vậy nè hả? Ôi cha, nó bự nè các bạn coi nè. Đó, nó bự. Dưa chuột bự quá. Một lát mình làm video về dưa chuột không thôi. À, đã quá các bạn ơi. Nè, wow, dưa chuột của mình nó ngon luôn nè. Wow, giòn lắm luôn đó ha. Ý, organic mà. Cái này bị chuột cặm nè. Ui trời ơi, chuột nó phá mình quá. Nó gặm luôn cái trái bầu của mình luôn nè. Gặm luôn cái trái bầu của mình luôn rồi. Chắc không ngon, nó không ăn hay sao nó chùa lại đó. Đây là cây lily 4 năm của mình nữa nè các bạn nè. Các bạn đếm coi nó bao nhiêu bông ha. Nó rất là nhiều bông luôn đó. Cho nên á, mình muốn chia sẻ cho các bạn biết nè. Cây lily này của mình trồng đi trồng lại. Tức là nó tự mọc lên, nó tự mọc xuống. Nó được 4 năm rồi đó các bạn. Có những bông nó đã tàn rồi. Mình đã bỏ đi rồi. Đây cái bông này nè tàn, mình đã ngắt đi rồi nè. Nhiều lắm. Nói chung là đây cái bông này cũng tàn rồi nè. Mình ngắt đi, mình chỉ chừa lại cái vòi nó thơm. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cách nha, tạo giống lily từ hạt ha. Thì muốn có hạt thì mình phải có trái lily đúng không các bạn? Trái lily thì nó mới cho mình hạt ha. Thì mình chia sẻ cho các bạn biết tại sao mình trồng lily mà nó không có trái. Lý do là đây là cái nhị đực nè. Đây là cái nhị cái nè. Cái nhị cái nó cao hơn nhị đực. Cho nên á là cái túi phấn nó đã chín rồi, nó bay không được lên cái nhị cái này. Cho nên nó không đậu ha các bạn ha. Mà các bạn biết khi nào mà nó đậu không? Là khi nào nhị cái này nó tứa mật ra. Mà như cái này nè, túi phấn nó chín rồi, nó bung hạt phấn ra mà cái nhị cái nó chưa có nhựa. Các bạn thấy không có nhựa. Tại vì mình trồng thường xuyên á, cho nên mình biết khi nào nó tứa nhựa. Bây giờ mình đi kiếm cái bông nào tứa nhựa đi rồi mình chỉ cho các bạn coi. Đây. Như bông này nó tứa nhựa nè, các bạn nhìn kỹ đi. Nó ống ánh nó có cái phần nhựa đó đúng không các bạn? Đó. Nhưng mà cái túi phấn của nó thì nó đã tà khô rồi, mình dục rồi. Đó, nó đang tứa nhựa ra nè. Bây giờ á, các bạn muốn cho nó đậu á thì các bạn lấy cái bông đực này nè ha. Nó là túi phấn này nè, đó bông đực này nè. Các bạn chậm lên. Chậm lên cái nhị cái này. Đó, như vậy đó là nó thụ phấn cho các bạn coi ha. Đó, mình lấy cái bông của cổ khác mình
ấy lên. Nó rất tiếc là nhà Minh hiện giờ không có bông khác màu. Nếu có bông khác màu á, mình sẽ đi kêu bằng lai giống á các bạn. Mình tạo màu hồng, màu trắng với nhau á, nó sẽ ra màu hồng trắng chẳng hạn, hoặc là màu vàng, màu hồng. Đó, mình sẽ từ từ mình sẽ trồng nhiều màu khác nhau rồi mình sẽ thụ phấn, mình tạo giống mới. Và khi có giống mới thì mình sẽ có cây mới ha các bạn ha. Đó, những cái bông này nó tưới nhựa ra nè các bạn thấy không? Nó tưới nhựa ra, nó ướt như vậy đó thì mình mới thụ phấn cho nó mới được ha các bạn ha. Đó, tức là mình phải lấy cái bông phấn đực này nè, nó ra bột trước nè. Đó, mình quẹt lên cái bông mà nó đã có nhựa. Còn cái bông không có nhựa mình quẹt lên nó không có dính đâu ha các bạn ha. Như cái bông này nè, nó đâu có nhựa đâu, quẹt nó có dính đó, nhưng mà nó không có đậu đâu các bạn, thì mình cứ quẹt hết đi. Nhưng mà mình đã làm thử rồi, thành công rồi. Nhưng mà những video đó mình không có share cho các bạn được, tại vì nó xưa quá rồi ha các bạn biết không. Nó xưa quá rồi đó các bạn. Đó, rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Hẹn các bạn trong video sau. Các bạn nhớ subscribe kênh của mình đi. Để chi biết không, khi mà những cái trái lily này nó đậu á, nó có trái á, mình sẽ thu hoạch trái cho các bạn coi hạt của nó như thế nào, rồi mình ươm hạt ra sao ha. Rồi mình sẽ mua thêm nhiều giống nữa để mà mình nhân giống, mình lai tạo giống ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn trong video sau nha. Đó, đây là những cây cẩm tú cầu nhà mình nè. Nó đang ra bông hết chừng luôn á. Cây này mình cũng trồng được 4 năm rồi đó các bạn. Một bụi bự như vậy đó. Lúc đầu mình trồng có một nhánh thôi, sau này nó rất là nhiều luôn. Và bây giờ nó rất là nhiều kiểu bông luôn. Nhưng mà mình không có trồng nổi nữa rồi, tại vì nó nhiều quá, mình không có chăm sóc nổi, tưới cũng không nổi luôn các bạn ơi. Cảm ơn các bạn.